cô gái thọc viên bi đến gần miệng lỗ thì nó dừng lại. Ông chú kia chưa cười được lâu thì cô ấy đã biết mình bị chơi xấu, quyết định trả đũa ông chú bằng cách tương tự. Ai ngờ ông thuận lợi ghi bàn, tiếp tục đánh quả thứ hai. Ổng dùng luôn cái máy thổi để chặn viên bi lại khiến cô gái tức xanh mặt. Lần này tiếp tục bị chú ấy phá rối bằng một chiếc mũ, hết chịu nổi nên dán băng keo chằng chịt viên bi xem ổng đánh kiểu sao. Ai ngờ gừng càng già càng thâm.